Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Thì hôm nay em lại tiếp tục lên cho anh em một cái lô buổi chiều là 16 cây máy ha anh em, là gồm 15 cây máy cằn và một cây đeo lưng ha. Hôm nay có cho anh em một con siêu nhẹ luôn, Kawasaki TG20 anh em. Con này hôm nay thơm nè, nguyên bản nè, áo đẹp tôm gờ luôn anh em. Tổng trọng lượng khi mà con này có đầy đủ xăng nhớt luôn thì chỉ có 3,3 thôi, rất là nhẹ nhàng. Một con Tanaka Bugi đứng nha anh em, con này chuyên cho anh em cắt cỏ gia đình nè. Một con Maru 20, con này vừa xài vừa sưu tầm luôn anh em, rất là đẹp, áo còn xinh dần luôn ha, bình xăng như mới luôn. Một con Mitsubishi T140 anh em, con này chung đời với 130 nè, con này được cái nó tôm gờ luôn nha, Bugi đứng ha. Một con dòng Echo khủng long ăn cỏ nè, anh em còn hay gọi là dòng Echo máu chuột này ha. Một con Maru 23, áo xinh dần luôn anh em ơi, quá đẹp, trời lực luôn ha. Một con Mitsubishi TL20 nha anh em, con này thì nguyên zin hết luôn, nó chỉ có cái bình xăng lớn là mới nha anh em. Cái này tem là tem zin đó, là tem HG nè, anh em còn hay gọi là Hậu Giang đó ha. Một con Echo 24, nồng 34 ly nha anh em, 24cc, con này được cái tem nhôm nha, nguyên bản cho mình luôn. Phía dưới thì có cho anh em một con Robin 22, con này được cái là tem gờ nha anh em, tem gờ tem nhôm luôn, nước sơn màu đỏ theo cái áo luôn nè. Một con Ryobi Dương Tiễn nha anh em. Một con Echo 24 ha, con này cũng là 34 ly, đặc biệt cái bắp gin nha. Cỡ này là anh em rất ưa chuộng cái dòng này luôn, tại nó đẹp ha. Một con TH26 nha anh em. Con này được cái là tôm gờ tôm nhôm, quá đẹp. Có cái là nước sơn á, là cái này ông bên Nhật này làm như ống kỹ á anh em. Ống kỹ là cái nước sơn zin rồi ống phết thì một lớp lớp sơn phía ngoài cái nữa. Là bây giờ anh em nhìn thấy hai nước sơn chồng lên nhau nè, thấy không? Thì cái này anh em ấy cứ xài bình thường thôi chứ nó không ảnh hưởng gì hết. Nó dậy thì một lớp sơn nữa thì nó sạch sẽ cho con máy mình thôi chứ không gì. Một con Maru 26 ha, con này 34 ly tôm gờ luôn nha anh em. Con này thì quá đẹp. Đây, nước sơn xanh dợn luôn ha. Một con Mitsubishi TU 26 anh em, con này cũng tôm gờ luôn nha. Một con G3K nguyên bản cho mình luôn, con này hôm nay rất là chắc luôn nha anh em. Bình xăng lớn zin, nước sơn tôm là chưa bị chóc cái nào luôn, chưa bị gớp cái nào luôn. Quá đẹp. Và con cuối là con đeo lưng Echo 2004 ha, con này trợ lực nha anh em. Anh em chốt máy liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em 0917414042 ha. Số này có Zalo luôn. Kênh YouTube của em là cửa hàng Mai Văn Tèo nha anh em. Hình thức mua bán của anh em á, khi mà anh em chốt hàng thì sẽ được bao ship tận nhà, không cần phải đặt cọc và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận. Hàng đến nơi là anh em có quyền được kiểm tra, có quyền tẹt được á, test nổ thẹt ra luôn. Test gì nào đã thôi, rồi anh em trả tiền cho cái người giao hàng ha. Clip hôm nay em tiếp tục lên cho anh em là tiếp tới buổi trưa nha anh em, là bắt đầu từ con A20 và cái con đeo lưng cuối cùng với là con A35 ha. Phụ tùng theo cho anh em thì vẫn là 6 món, gồm một cái trắng cỏ nè. Thì những con nào ở trên máy đã có trắng cỏ rồi thì em tính là một món nha. Còn những nào con những con máy nào mà không có thì em sẽ thảy thêm cho mình ha. Một. Thứ hai là cái tiếp mở bugi, đầu bự là mở bugi anh em, đầu nhỏ để dặn ngót để kẹp lưỡi dao ha. Thứ ba là một cái lục giác. Thứ tư là một cọng dây đeo. Thứ năm là một cái ổ cắt bằng dây cước, thì trong đây nó có dây sẵn cho mình luôn ha. Và cái món thứ sáu là cái lưỡi nha. Thì lưỡi nó có hai loại, một là dẹp là lưỡi mới nha, hai là tròn là lưỡi găng cưa đó, lưỡi zin của lưỡi bãi của Hồng Nhật. Thì lưỡi nó hai cái dàn bản nó bị xét như này anh em, là do bắt mưa, nhưng mà mình xài là xài cái hộp kim này nè, hộp kim này còn ok hết luôn nha anh em. Về chủ yếu là anh em chỉ cần vuốt sơ lên cái là anh em đưa vô cỏ cắt là tự động nó mài luôn. Thì chọn một trong hai ha, còn nếu anh em lấy hết hai lưỡi này luôn á thì thêm 50.000 giùm em ha. Rồi em vô con đầu tiên cho mình nha, là con A20 anh em, con máy nhỏ nhẹ nhất của ngày hôm nay. Con này nồng 30 ly 20cc anh em. Con này nó ngon ở chỗ là hôm nay nó là bình xăng con zin luôn nè. À, bình xăng lớn zin và nước sơn còn rất là đẹp luôn. Màu đỏ nguyên bản. Tum con này là tum gờ, tum nhôm luôn nha anh em. Tổng trọng lượng con này khi đầy đủ xăng nhớt, gắn kẹp, gắn dao, gắn dây đeo, xăng đầy đủ vô hết luôn thì nó chỉ có 3,3 thôi anh em, rất là nhẹ luôn ha. Do nó là áo nhựa và cái chập bô bên đây nè cũng bằng nhựa cho mình luôn. Quá đã luôn nha anh em, vừa đẹp và vừa nhẹ nữa ha. Thì zin toàn bộ tum gờ luôn. Quá thơm. Con đầu tiên lúc nào cũng là con rẻ nhất trong bầy luôn nha anh em. A20 giá 1.200.000. A21.
21 là con Tanaka nha anh em. Con này là bugi đứng nha. Đây, bugi làm lên nè ha. Nòng 32 ly, 23cc. Nếu anh em cắt cỏ gọi là cắt cỏ gia đình á, cắt cỏ nhỏ thì anh em đập cước là ngon lành. Còn nếu như anh em cắt cỏ bụi mà cắt cỡ cây sậy là kia rồi đó ha, là anh em cắt bằng lưỡi dao mềm nó cũng cắt được luôn nha anh em. Bình xăng con hai kim mới ha. Bình xăng lớn con này cũng đã thay mới nha anh em. Áo con này kiểu như nó hơi tái xíu. Được cái tum này nó còn sáng nha anh em. Đây ha, áo phía trước này hơi tái nè. Công tắc ấn nha. Con này thì dùng gia đình thì cực kỳ ok, kèm theo nó là cái chắn cỏ zin theo máy, chắn cỏ to luôn nha anh em. Giúp cho anh em là cản bụi nè, cản sình bùn này kia, cản rất là tốt ha. A21 giá 1.300.000, con này tổng trọng lượng khi mà có xăng nhớt luôn chỉ 4.5kg thôi anh em. Tại vì nó làm cái form bự thôi, chứ thật sự nó rất là nhẹ. A22 22 là con Maru 20 anh em. Cái dòng này em nói với anh em, nếu mà anh em mua dùng để vừa xài dùng các cỏ nhỏ gia đình ha, mà anh em vừa để chơi sưu tầm nữa, anh em lượm con này là hợp lý luôn. Tại vì thứ nhất anh em, cái dòng Maru này chạy rất là đầm, nó rất là bền, mà phụ tùng thì rất là dễ kiếm. Cái thứ hai là hình thức con này còn rất là đẹp, trên 90% về cái hình dáng phía ngoài. Và con này nó nhỏ anh em, nó nhỏ là nó chỉ 30 ly 20cc, chạy rất là tiết kiệm xăng. Mà nó chạy chế là chế ga ngang quanh gồ anh em. Bình xăng này anh em thấy không, còn đẹp xuất sắc luôn. Quá đẹp luôn ha. Tum là tum liền, tum nhựa theo máy luôn nha anh em. Quá đẹp. Con này thì nếu mà tổng trọng lượng xăng nhớt luôn thì cũng dao động 4.5kg như cái con A21 bên đây nè. Ha, hình thức như nhau luôn. Anh em nhìn cái láp nè, tuyệt đẹp luôn nha anh em. Là chưa có bị chạy xước miếng nào, tem là còn nguyên si chưa bị bong chóc luôn. Quá đẹp luôn ha. Tuyệt vời luôn. A22 giá 1.400.000. A23. Nếu mà anh em mua về mà gọi là, thứ nhất là gọi là biếu tặng á, nó hợp lý. Thứ hai, nếu mà anh em mua mà để gửi về ở quê xài á, anh em đi làm ở chỗ khác mà không có nhà, anh em gửi về quê là con này là ngon lành luôn. Anh em nghe tiếng máy không? Nổ rất là giòn. Cái thứ hai á, nó tận dụng được cái là con này nó tum gời, tum nhôm, mà tum là tum 260. Nếu mà ở nhà xài mà cần thì có thể tháo được cái đầu máy này ra gắn xịt thuốc luôn. Thấy không? Bởi vì nếu mà con này, nếu mà anh em mua mà để biếu để tặng, hoặc là mua ở cho ở gì gửi về nhà, gửi về quê xài là rất là ngon anh em. Nhất là cái tiếng máy rất là giòn. Con này bugi đứng luôn nha anh em. Áo nhựa nè, thích hợp cho mình dùng gia đình, nhất là chị em phụ nữ hoặc là những bác đã có tuổi á, rất là nhẹ nhàng. Bình xăng con hai kim mới giúp cho máy giật rất là nhẹ nhàng luôn nha anh em. Tại vì nó qua xăng đều ha, nhảy nổ mà xăng nó lại qua đều nữa, không bị sửng máy. Công tắc ấn ở đây nha anh em, phía trước đầu máy nè. Bình xăng lớn là zin luôn ha. Tem mát là còn mắt in cho băng luôn. Tặng thì có tem mắt in cho băng này là quá uy tín luôn nha anh em. Nhìn vô đâu cũng thấy chữ mắt in cho băng hết trơn là thấy uy tín này ha. A23 giá 1.400.000. A24. Quá nhẹ nhàng luôn em, giật như đồ chơi luôn ha. A24 là con Echo, dòng Echo khủng long ăn cỏ anh em, hay còn gọi với cái tên là Echo có chuột. Giang Ma là cái dòng máy là gọi là gạt đập liên hợp bên Việt Nam đó anh em xài rất là nhiều á, nhất là anh em miền Tây á, anh em như miền Tây xài cái dòng máy Giang Ma này rất là nhiều. Nòng 32 ly, con này 23cc ha. Với tình trạng máy là bình xăng con hai kim mới, lốc thì còn rất là đẹp luôn nha anh em, lốc zin luôn ha. Bình xăng lớn này zin nguyên bản luôn. Tum này là tum gời, tum nhôm, giúp cho anh em có thể tháo gời đầu máy nếu anh em cần. Móc dây đeo thì bao chắc chắn cho mình luôn. Đây to chà bá luôn nha anh em, rất là chất lượng luôn ha. Con này nó là áo nhôm, áo sắt đó, thì nói chung là anh em xài vô tư, lỡ như gọi là vuột tay nó gớt thì cái đầu máy quay xuống cũng không sợ bể áo nữa. Quá trời chắc chắn luôn. A24 giá 1.400.000. A25. A25 là con Maru 23, nòng 32 ly, 23cc ha. Con này hình thức là nguyên bản hết luôn anh em, với cái hình thức với cái màu áo của nó là màu xanh nước biển, nhìn quá đẹp.
mà cộng thêm là nước sơn áo nó còn đẹp, còn mới nữa anh em. Cho nên là cái màu đẹp rồi, thêm cái màu áo nó còn mới nữa, cho nên là nhìn rất là bắt mắt luôn. Chập giật trợ lực ha. Kèm theo đó là con này nó nhẹ anh em, xăng nhớt luôn thì nó khoảng 4.2 kg thôi. Tình trạng là nguyên bản hết, họng đổ xăng là họng quay lên và họng đổ xăng rất là to luôn nha anh em. Giúp cho anh em đổ xăng vô rất là dễ dàng luôn ha. Tâm liền, tâm nhựa nè, một phần này ở cái tâm nè, cho nên là con máy nó nhẹ do là tâm nhựa anh em. Tâm thì còn khá là sáng luôn ha. Con này hiện tại đang dùng là tay đơn á, anh em muốn đổi tay đôi thì chốt hàng báo với em sẽ đổi cho mình thành tay đôi nha. Còn anh em nào xài tay đơn quen thì nên xài, tại vì tay đơn lúc nào cũng gọn hơn. A25 giá 1.600.000. A26. A26 là dòng Mitsubishi TL20 nha anh em. Nồng con này 30 ly 20cc. Để em kiếm cái tem em quay cho anh em xem coi. Đây, TL20 anh em. Số xe ghi máy nè, 519729. Đây ha, tên máy còn luôn nha anh em. Cái tem này là tem HG á, là cái tem anh em còn hay gọi cái tên riêng là Hậu Giang. Còn cái tính xác của nó tên là DII Hagir. Ha này có nghĩa là khó anh em. Nói chung là ghi là chăm chỉ nè, nói chung là cái dòng này có nghĩa là một con máy chịu khó làm á anh em. Nó chạy rất là ngon, thấy không? Dịch cho tiếng Anh là chịu khó làm việc đó. À, zin cho mình luôn nè. Sản xuất bởi Daishin Made in Japan này ha. Zin nguyên bản của Nhật luôn. Một cái tem nhưng mà đầy đủ không đầy đủ cho mình hết luôn ha. Con này nó dùng e là e tay đỏ tự động nha anh em. Anh em đóng e nè. Lên ga là tự động nó mở cho mình luôn. Wow, quá tuyệt vời. Bình xăng con ga ngang quanh gồ và trong lốc có dập Made in Japan. Anh em nhìn cái lốc nè. Quá đẹp luôn ha. Cộng thêm một cái hay của con này, nó là tum gời tum nhôm, nếu cần thì anh em cũng có thể tháo được đầu máy luôn. Công tắc ấn ha anh em, công tắc gạt ha. Nè, ấn lên là mở nè, ấn xuống là tắt nha anh em. Nhớ giùm em cái chỗ này nha. Áo thì là cái áo phiên bản đặc biệt anh em, phiên bản màu bạc. Quá đẹp luôn ha. A26 giá 1.600.000. A27. Là con Echo 24, nồng 34 ly, 24cc. Với tình trạng của máy là nguyên bản hết cho mình luôn nha anh em. Bình xăng con nó là hai kim cho mình luôn ha. Bình xăng lớn nó là zin nguyên bản nè. Áo là áo màu bạc luôn nha anh em. Nó giống như thằng TL bên đây nè. Tum là tum nhôm luôn nha anh em. Nước sơn thì bao cho anh em luôn, chưa bị gớt cái nào luôn nè. Quá đẹp luôn ha. Tum cũng là màu bạc luôn. 24 anh em, tem còn nguyên si. Eco, ký hiệu viết tắt của từ Eco Navi là một cái công nghệ gọi là công nghệ tiết kiệm xăng đó anh em ha. Là con này có công nghệ tiết kiệm xăng Eco Navi nè. Công tắc trên tay cho mình, không giúp cho mình tắt mở máy rất là dễ dàng luôn ha. EA27 giá 1.600.000 nha anh em. Con này tiết kiệm xăng do nó là chạy bình xăng con hai kim và công nghệ của máy là Eco Navi ha. EA28. A28 là cái con Makita cổ ngỗng, hay anh em gọi là Gobin cổ ngỗng gì cũng được, đều là một hãng hết. Nhưng mà ở đây tem nó là Makita thì em gọi là Makita cổ ngỗng ha anh em. Do cái họng đổ xăng là họng cổ cao cho mình nè, giống như cái cổ ngỗng vậy đó. Mà nó hay ở chỗ là cái chỗ này là khi mà anh em xài đổ bình xăng vô đầy phải không, thì anh em chạy có gung có lắc gì xăng nó cũng không phúng luôn. Hay cực kỳ luôn. Bình xăng con là hai kim mới nha anh em. Áo thì bao đẹp cho mình luôn. Anh em nhìn thì anh em cũng có thể thấy nè. Tem là còn luôn. Áo nè, quá đẹp luôn ha anh em. Không bị sức mẻ bể vỡ chỗ nào nha. Tum là tum gời, tum nhôm. Nước sơn tum là nguyên si theo màu luôn nha anh em. Quá đẹp luôn ha. Này phải gọi là tuyệt vời. Láp thì nguyên si, chưa bị chảy xước miếng nào luôn. Quá đẹp luôn nha anh em. Con này thì cũng khá là nhẹ, xăng nhớt luôn. Thì nó cũng khoảng 4kg đến 4,5kg thôi nè. Cực kỳ nhẹ nhàng. A28 giá 1.650.000. A29.
29 là con Ryobi Dương Tiễn nè anh em. Đây, lỗ này em hay nói anh em là khá là giống với mấy con mắt Dương Tiễn đó, gọi là Ryobi Dương Tiễn. Nhưng mà công dụng thật sự của con này, cái lỗ này á là giúp cho cái nòng máy nó tỏa nhiệt tốt hơn, tránh tình trạng là chạy thời gian nóng máy này kia đó, thì mấy cái lỗ này nó hay là gió sẽ luồn vô mấy cái lỗ này, giúp cho nó gọi là tản nhiệt cho cái nòng máy móc của mình ha. Mấy cái lỗ này công dụng của nó là tản nhiệt đó nghe anh em. Nguyên bản hết cho mình luôn, bình xăng lớn, bình xăng con là zin hết, bu ghi đứng nè. Và đặc biệt cái con này em thích ở chỗ là nó viền đen và vàng, là hai cái miền nó chia ra rõ rệt luôn, anh em nhìn rất là bắt mắt. Tâm liền, tâm nhựa cho mình ha. Và công tắc con này là công tắc ấn nằm trên tay luôn, giúp cho mình tắt máy rất là dễ dàng ha, không cần phải quay tới quay lui kiếm công tắc. A29 giá 1.700.000. A30. Quá đã luôn ha anh em. Con máy tuyệt phẩm nha. A30 là con Echo 24 nè, nòng 34 ly, 24cc. Với tình trạng máy là nguyên zin nguyên bản 100% và áo là phải gọi là như mới luôn nha anh em, trên 95%. Tại vì máy xài rồi thì tất nhiên nó phải có một phần gọi là có cái này chút xíu xíu, nhưng mà nước sơn vẫn còn là nguyên si cho mình luôn nha anh em. Bình xăng con của nó là hai kim là zin nguyên bản nè, và bình xăng lớn rất là mới luôn. Nghe không? Phải gọi là như chưa xài luôn ha. Tâm là tâm liền, tâm nhựa nha anh em. Ở đây cái số này 25 nó ghi 251 nè. Thì em có thích với anh em 251 là gì? Là 25 là 25 lít xăng và 1 là 1 lít nhớt, là tỷ lệ 25:1. Còn ở đây anh em thường pha với tỷ lệ á, anh em pha là 1 lít xăng thì 1 lít xăng anh em pha cho em 40cc nhớt, nó sẽ đúng với tỷ lệ này. Chứ anh em đừng có nhìn theo tỷ lệ này, nó rất là khó chịu, tại vì nó quá nhiều đi. 1 lít xăng anh em pha 40cc nhớt cho em thôi. Tâm thì còn quá đẹp. Ga bóp zin và công tắc nằm trên tay cho mình luôn anh em. Ốc cầm 4 con là còn trắng phiếu như nhau nè, anh em thấy không? Tuyệt vời luôn ha. A30 giá 1.800.000. A31. A31 là con Kawasaki ha. Con này là nòng 30 ly 20cc nha anh em. Ủa lộn, 34 ly 26cc. Nó lộn. Con này là nguyên bản hết cho mình luôn. Bình xăng lớn còn rất là đẹp luôn ha. Ở dưới nó có một cái miếng gọi là cái miếng chân đế anh em, để bảo vệ bình xăng lớn không khói đất á. Nó rất là gọn anh em. Anh em nhìn nó nằm lõn thỏn nè, nhưng mà rất là đảm bảo cho mình là bình xăng sẽ không khói đất luôn, mà nó bằng nhựa luôn ha, cho nên rất là nhẹ luôn. Tâm con này là tâm gời, tâm nhôm cho mình luôn nha anh em. Cần thì anh em có thể tháo ra anh em gắn xịt thuốc luôn, tại vì tâm là tâm 260. Công tắc gạt ha, lên mở xuống là tắt nè. Chạy chế là chế zin, chế ra ngang anh em. Còn cái phần nước sơn, cái áo gió á, thì anh em nhìn nó sẽ có phần lởm chởm nhìn rất là kỳ. Là cái này áo zin nó là màu đỏ anh em, nhưng mà không biết cái ông bên Nhật, ông chủ của con máy này á, là em không hiểu tại sao ông lại sơn thêm một cái lớp màu cam này làm gì. Mình cũng không biết mục đích của người ta. Anh em nhìn thấy không, nước sơn zin nó là màu đỏ nè. Còn ông phớt thì một lớp màu cam lên cái nữa, em như là ông muốn bảo vệ cái phần, em nghĩ là chắc ông bảo vệ cái phần nước sơn zin đó nè. Thì em nghĩ là vậy thôi, còn mục đích của người ta là gì mình không biết. Thì tình trạng của nó là nguyên zin thì để nguyên zin luôn. Rồi, A31 giá 1.800.000 anh em. 34 ly, 26cc, zin nguyên bản hết và nó là tum gờ tum nhôm luôn ha. A32. A32 là dòng Maru ha anh em. Thì clip em có nói với anh em á, một cái dòng Maru là cái dòng máy mà phải gọi là dành cho những anh mà gọi là chu đáo cầu toàn á. Cầu toàn ở chỗ á, là một cái dòng máy chạy nó đầm anh em, nó dễ xài nữa, với lại á, phụ tùng dễ kiếm. Anh em xài mà mục đích sau này xài thời gian mà hư mà phụ tùng có dễ kiếm ở đâu cũng có á, thì anh em lấy dòng Maru này nè. Phụ tùng nó rất là đại trà luôn, ở đâu cũng có hết, cho nên anh em cứ yên tâm. Nếu anh em xài mục đích cho sau này có phụ tùng dễ kiếm, lượm con này cho em, mà chạy thì cực kỳ đầm luôn nha anh em. Nó chạy ít khi gùng lắm, mà phụ tùng chạy máy móc rồi rất là ngon. Nguyên bản hết cho mình luôn nè. Bình xăng lớn, bình xăng con là zin hết luôn, bình xăng lớn nè. Chưa bị miếng chạy xước luôn nha anh em.
đặc biệt con này tôm gời tôm nhôm đó, nếu mà anh em xài mà sau này cần đến nhá xịt thuốc thì anh em cũng có thể tháo ra anh em gắn luôn ha, công tắc ắn cho mình luôn, zin hết luôn nha anh em. Áo màu xanh cũng rất là sáng cho mình luôn ha, áo zin nguyên bản cho mình luôn, quá đẹp. A32 giá 1.950.000. A33 A33 là dòng Mitsubishi TU26 anh em, thì một cái hãng rất là nổi tiếng của Nhật luôn, nhất là đối với anh em xài máy bãi mà mấy anh em Việt Nam xài bãi đó, dòng này thì quá trời quen thuộc rồi. Con này là zin toàn bộ mình hết luôn ha, nó chỉ có cái phía trước này nè, nó bị mẻ hết găng này nha anh em, lưu ý giùm em, mẻ nhưng mà không lè anh em, nó còn dính lại nha chứ không có bị lè mắt nha, này nó còn dính lại trên cái áo nè. Chạy chế là ga ngang, bình xăng lớn thì bình xăng zin cho mình luôn nha anh em, nồng 34 ly, 26 cc. Nếu anh em có điều kiện thì anh em lấy mấy dòng Mitsubishi nè, hãng nổi tiếng, xài cho nó yên tâm ha. Bô thì quá đẹp luôn anh em, như mới luôn. Áo thì còn để ao luôn ha. Đây, model máy TU26 nè. Số seri con này là 552208 ha. Tum thì cũng là tum gời, tum nhôm luôn anh em. Đây, tum gời tum 260 nha. Công tắc trên tay ha. O là tắt, Y là mở, nhớ nha anh em. A33 giá 2.300.000 ha. A34. A34 là con Genos Komatsu G3K nha anh em. Con này hôm nay phải coi là tuyệt đẹp luôn. Quá đẹp luôn ha. Nội mà anh em nhìn cái bình xăng lớn đó nè, bình xăng là bình xăng zin nguyên bản mà nó quá trời đẹp luôn anh em, còn trắng phiếu luôn. Đặc biệt con này nằm ở chỗ cái tum nè. Nước sơn là nguyên bản mà anh em nhìn là chưa có bị gớp với nước sơn luôn. Quá đẹp luôn nha anh em, phải coi là tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. À, áo nè anh em. Quá ok luôn. Nồng nè. Như mới luôn nha anh em. Ha, nồng 36 ly, 33 cc. Con này máy bình xăng trên cái nữa, cho nên là anh em nào mà dùng mà cắt cỏ cứng, cỏ dày, cỏ bụi, nhất là những anh em đi núi này kia đi, gọi là leo núi này kia đâu đã cắt đó, gọi là trên cao đó, gọi là dùng núi đó, thì anh em lấy mấy con này cắt cho nó khỏe. Công tắc ắn luôn nha anh em. Cái lại lắp lắp xoay á, khi mà anh em cắt trong ngóc trong ngách thì anh em chỉ xoay cái lắp thôi, cái đầu máy nó sẽ vẫn giữ nguyên cho mình, rất là thuận tiện luôn. Ống con này là hình như là 26 anh em. Ống to luôn ha, cho nên rất là chắc chắn cho mình luôn. Máy này thì bao đâm luôn nha anh em, chạy bao cắt cho mình luôn. A34 giá 3.100.000. A35. A35 là con Echo 24 ha, nồng thì 34 ly, 24 cc, tình trạng nó là nguyên bản hết luôn anh em. Con này hôm nay ngon chỗ là bình xăng con là zin cho mình luôn nè, chập giật trợ lực lớn, có giới thiệu luôn ha, giật cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Thì mấy thằng trợ lực có, mấy thằng mà leo lưng á, thường trợ lực này nè là anh em khi mà anh em quải trên lưng rồi á, anh em không cần phải bỏ xuống, anh em thò tay anh em giật luôn, rất là dễ dàng luôn em, giật nhẹ mà nó nhẹ nổ á, tại chạy chế là chế zin nè. Con này thì hiện tại đang thiếu cái video nè, anh em chốt thì em sẽ gắn cho mình đầy đủ luôn ha. Rồi tôm này là tôm liền, tôm nhựa luôn nha, chữ Nhật còn mình luôn nè, số seri còn luôn nha, 55007877. Số seri cũng quá đẹp luôn ha, trắng cỏ đầy đủ nha anh em, công tắc đầy đủ, tay lái cũng đầy đủ cho mình hết luôn, chỉ thiếu dây đeo thôi, thì hàng đi sẽ bổ sung đầy đủ cho mình nha. A35 giá 1.500.000. Rồi anh em chốt máy liên hệ số điện thoại của em, chào tất cả anh em nha.